Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vào lúc 22 giờ 40 phút ngày 23 tháng 9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ nhận được tin báo của người dân có người nhảy xuống sông Thương tự tử. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã điều động một xe cùng với 9 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn. Tới khoảng gần 0 giờ 20 phút sáng ngày 24 tháng 9, tổ lặn đã tìm thấy thi thể nạn nhân. Nạn nhân là anh Lý Viết Thành, sinh năm 2003, quê quán huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Qua bước đầu xác minh, nạn nhân về chơi với người nhà ở thành phố Bắc Giang và sau đó có xảy ra mâu thuẫn rồi đi tự tử ở địa phận tổ dân phố 1, phường Thọ Sương, thành phố Bắc Giang. Sau khi tìm thấy thi thể, đơn vị đã bàn giao cho gia đình nạn nhân mai táng.